Ok, rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu anh chị nhé. Rồi, chào các anh chị em. Các anh chị thấy rõ và nghe rõ đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, tân chào các anh chị em. Hôm nay các anh chị em đang ở trong diễn đàn này, trong group này. Tại vì có người mời các anh chị vào để lắng nghe và để tìm hiểu về một cơ hội kinh doanh không sở hữu hoặc là kinh doanh gọi là thời công nghệ 4.0. Và có thể đây là lần đầu tiên các anh chị được nghe về cơ hội này hoặc là có thể các anh chị đã từng nghe qua. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ dành khoảng 30 phút với nhau để nghe về cái cơ hội này. Tại vì thời điểm có thể thay đổi đối với các anh chị hoặc đối với cơ hội. Và anh mong rằng là chúng ta sẽ nhìn rõ nhau. Thứ nhất, mình tên là Nguyễn Thành An và mình đang sinh sống ở Mỹ, ở Atlanta, Georgia. Và trước đây thì mình làm trong ngành nhà hàng, mình có một số nhà hàng ở Mỹ, phở Việt, ở Cali, rồi ở South Carolina. Và vợ bà xã mình thì trước đây có làm dược sĩ. Và sau một thời gian đi làm như vậy thì cả hai đều nhận thấy rằng là nếu mình cứ đi làm như vậy, mặc dù một người đi làm công và một người đi làm nhà hàng như vậy thì mình có tiền, nhưng mà có một cái mình rất là cần, đó là khi mình có con cái đó thì mình rất là muốn dành nhiều thời gian cho con cái mà những công việc hiện tại không có mang được. Thì tụi anh đi tìm kiếm những cái cơ hội khác lớn hơn, và cơ hội đó là đem an và kiểu tới với New Skin. Thì cái mà tụi anh nhận được trong ngày hôm nay, thứ nhất là mình có thu nhập và không thua thu nhập trước đây của mình, và thứ hai là cái mà điều mình muốn nhất trong cuộc sống đó là có thời gian cho gia đình và con cái của mình. Và đó là một cái điều rất là mừng đúng không? Tại vì không phải ai cũng cũng có cơ hội để làm được chuyện đó, và mình có cái may mắn là mình làm được chuyện đó. Anh Nga là cũng muốn chia sẻ với các chị qua một số slide, một số hình ảnh để chúng ta có thể thấy được và theo dõi. Và cái hạnh phúc của mình là mình có thể được đi học hỏi ở khắp nơi với những người rất là thành đạt ở khắp thế giới. Mình có cơ hội được đi du lịch cùng với gia đình cũng ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Và có lẽ trong cuộc sống đó là những cái điều hạnh phúc, và điều đó dẫn dắt anh tới cái điều anh muốn chia sẻ với các chị ngày hôm nay này. Và anh muốn đặt các anh chị một câu hỏi, đó là ước mơ của các anh chị là gì. Tức là có những cái ước mơ như là có thêm tài chánh này, có tự do tài chánh, thêm tài chánh tức là có thêm thu nhập, tự do tài chánh tức là mình không bị phụ thuộc vào tiền bạc, hoặc là có công công ty riêng, có doanh nghiệp riêng, hoặc là có tự do thời gian, nghỉ hưu, phát triển bản thân, giúp đỡ người khác, thêm mối quan hệ chất lượng, hoặc là có con cái giáo dục tốt, hoặc là để lại những cái di sản, rồi có nhà đẹp, rồi du lịch thế giới chẳng hạn. Tức là chúng ta có rất là nhiều giấc mơ. Vậy thì giấc mơ của các anh chị là gì? Và khi mà chúng ta nói về giấc mơ đó, thì thứ nhất là chúng ta đã có giấc mơ nào mà chúng ta đã đạt được, và có những cái giấc mơ nào mà chúng ta còn muốn đạt được và hiện tại bây giờ chúng ta vẫn chưa đạt được. Thì qua cái việc này thì anh cũng muốn chia sẻ với các anh chị cái điều sau, và đây là những cái điều mà mình học hỏi được. Và rất là khi mà mình học được những cái điều này đó thì anh ước ao rằng mình đã học được những cái điều này ngay từ lúc mình chưa vào đại học để mình có một cái sự sắp xếp cho cái tương lai của mình. Tại vì hồi xưa thì ông bà cha mẹ bạn bè hàng xóm luôn luôn nói mình là cứ đi làm rồi học cho giỏi rồi đi kiếm việc. Nhưng mà sau khi mình học được cái này đó, nó gọi là cái kim tứ đồ đó, thì mình mới thấy rằng là có rất là nhiều cái mình làm trong cuộc sống của mình. Có nhiều việc mình làm đó hình như nó bị thiếu. Và anh muốn chia sẻ với các anh chị về kim tứ đồ này để rồi sau đó các anh chị có thể áp dụng như thế nào tùy các anh chị, nhưng mà nó rất là thực tế. Tức là khi mà anh được chia sẻ đó thì người ta nói như vậy này, là trên thế giới được chia thành bốn nhóm người, nó là kim tứ đồ đúng không, là bản đồ có bốn nhóm, thì là và cái kim chỉ nam cho mình đúng không. Vậy thì cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà đang có một công việc và họ đang được trả lương, tức là họ đang đi làm, dù họ là kỹ sư, bác sĩ hay là một công nhân bình thường trong hãng xưởng thì họ đang đi làm để kiếm tiền. Tức là cái thu nhập của họ tới từ cái thời gian và công sức họ bỏ ra, họ được trả lương đúng không. Nhóm thứ hai đó là nhóm tự làm chủ, tức là thay vì nhóm thứ nhất đi làm cho người khác để kiếm tiền thì nhóm thứ hai họ tự làm chủ, tức là họ mở ra một cái doanh nghiệp cho mình và họ tự đi làm và họ trả lương cho mình. Và cái nhóm thứ ba đó là nhóm làm việc có một cái doanh nghiệp, tức là họ có một cái doanh nghiệp, hay là đúng hơn họ có một cái hệ thống và cái hệ thống nó làm việc cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm mà những người đầu tư, tức là họ là những người có tiền và họ dùng tiền để kiếm tiền cho họ. Và một cái điều thú vị về trong bốn nhóm này chúng ta cần phải để ý nè, là cái nhóm đi làm mà để có công việc á, khi nào ngừng đi làm thì hết tiền. Cái nhóm thứ hai tự làm chủ, khi nào ngừng đi làm nhiều khi cũng hết tiền, hoặc là rất là bị bó buộc vào trong cái công việc của mình, công việc của mình.
Còn cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm họ phải đầu tư rất là nhiều tiền bạc để mà tạo ra một cái hệ thống, một cái doanh nghiệp lớn. Và nếu họ một ngày không đi làm đi thì không có ảnh hưởng tới cái thu nhập của họ. Và cách thứ tư đó là tiền, để ra tiền, và đó là cách tốt nhất. Vậy thì hiện tại bây giờ các chị đang nằm ở đâu trong bốn nhóm này? Và nếu cho chúng ta chọn lựa đó thì mình sẽ chọn lựa là mình vào nhóm nào, đúng không? Và thêm một cái điều mà chúng ta chú ý này là một cái nhóm mà phía bên 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 trái của màn hình anh chị đang nhìn vào đó, thì cái nhóm đó tiền của họ có được là nhờ thời gian họ bỏ ra. Cái nhóm bên phải đó tiền họ có được là nhờ tiền và thời gian, tức là thời gian sẽ tiếp tục đẻ ra tiền, tức là có tiền và có thời gian nó tiếp tục nó đẻ ra. Còn với cái nhóm bên trái đó là tiền nó bằng thời gian, tức là không có thời gian thì không có tiền. Và đó là cái điều mà chúng ta nên quan sát. Và khi anh hiểu được cái này thì mình mới ý thức được là tại sao mà có nhiều người họ đi làm rất là siêng năng, họ không có giàu, họ rất là siêng năng, họ làm việc từ sáng tới tối, làm 6-7 ngày. Các anh chị là đang làm 6-7 ngày ông giơ tay nè, đúng không? Tức là mình làm 6-7 ngày một tuần, và một ngày không phải làm 8 tiếng mà còn nhiều khi 10 tới 12 tiếng đồng hồ một ngày mà họ vẫn không khá được, là tại vì họ đang có một cái công việc, họ đang đánh đổi thời gian để kiếm tiền. Thành ra người ta mới nói chứ là không ai đi làm công mà làm giàu được, đúng không? Và chúng ta nhìn chung quanh á, khu vực mình đang ở, những người mà khá giả chúng ta đang biết đó, họ đâu có phải giàu có vì họ đi làm công, đúng không? Họ giàu có tại vì họ kinh doanh, đúng không? Và đây là một cái mà chúng ta để ý. Và dĩ nhiên là khi mà nói về kinh doanh, có một số anh chị em nói là tôi không có biết kinh doanh, tôi không có vốn liếng này, tôi không có kinh nghiệm này, tôi không có bằng cấp, và có rất là nhiều cái tôi không có. Vậy thì em muốn nêu câu hỏi ngày hôm nay cho các anh chị này: nếu có cách cho các anh chị có thể kinh doanh mà các anh chị không cần vốn liếng và không cần kinh nghiệm, và các anh chị có thể có một cái doanh nghiệp để có một cái hệ thống làm việc cho mình, tức là làm bước thứ ba đó, ngay từ ngày hôm nay, các anh chị có làm không? Một số anh chị chắc là không, đúng không? Nhưng mà ngược lại, một số anh chị em sẽ cho mình một cơ hội thứ nhất là để tìm hiểu thêm về những cái thông tin, rồi sau đó mình sẽ có những cái quyết định cho cái công việc của mình. Tại vì người ta luôn luôn nói là mình cần phải có những cái quyết định sáng suốt, đúng không? Vậy thì ông bà mình dạy một câu như vậy này là phi thương bất phú, tức là không kinh doanh thì không làm giàu được. Vậy thì bây giờ muốn kinh doanh chúng ta bắt đầu từ đâu? Thì trong vòng 25 phút tới em muốn nói về một số điểm rất là quan trọng để mà trước khi chúng ta quyết định kinh doanh. Điểm thứ nhất anh sẽ nói về xu hướng, thứ hai nói về công nghệ. Tại vì khi mà kinh doanh chúng ta phải đi đúng đúng xu hướng, hợp thời, đúng không? Bây giờ không có ai mà đi bán CD hết, đúng không? Không ai đi bán băng đĩa CD nữa, đúng không? Tại vì cái xu hướng nó trật rồi. Thành ra là xu hướng, rồi kế tiếp chúng ta công nghệ, tức là chúng ta phải có cái sản phẩm công nghệ đúng thì chúng ta mới kinh doanh được. Thứ ba chúng ta nói, anh sẽ nói về công ty, tức là chúng ta phải có đối tác tốt để chúng ta hợp tác. Thứ tư anh sẽ nói về chính sách trả thưởng, tức là huê hồng khi tôi làm thì tôi được trả thưởng như thế nào và cái tiềm năng thu nhập của tôi là bao nhiêu. Và thứ năm anh muốn nói về cái thời điểm, đây có phải là thời điểm thích hợp cho các anh chị hay không. Thì trước hết này, chúng ta nói về xu hướng trước ha. Khi mà nói về xu hướng đó thì có một số điều chúng ta ý thức để chúng ta thấy này. Thứ nhất, con người chúng ta bây giờ rất là quan tâm tới sức khỏe. Cái gì biết này, bác sĩ không phải là người quan tâm tới sức khỏe, bác sĩ chỉ quan tâm tới những người bệnh thôi, đúng không? Anh là khi mà chúng ta gặp bác sĩ, thường thường chúng ta bị bệnh rồi. Anh có bạn bác sĩ nhiều lắm, mình biết mà, nói là tôi thương bạn, tôi mến bạn mà tôi không bao giờ tôi muốn gặp bạn, ngoại trừ mà bạn tới nhà tôi ăn tối thì được. Tôi không muốn gặp bạn trong cái môi trường của bạn. Anh nói là người ta mới xoay qua cái xu hướng là tự chăm sóc sức khỏe. Anh là bây giờ cái gì ra công viên, vào phòng gym, cái gì thấy rất là nhiều người tập thể dục, đúng không? Rồi những cái sản phẩm mà liên quan về sức khỏe đó, về chăm sóc sức khỏe chủ động như vitamin, người ta bán đầy các chợ, tại vì đây là xu hướng của nó. Những người kinh doanh họ hiểu cái chuyện này. Thứ hai là về sắc đẹp, con người ta ý thức rằng là tuổi già, tuổi mình không có kiểm soát được, nhưng mà cái sự già nua của mình, tức là mình già như thế nào mình có thể kiểm soát được, da mình nhăn hay không mình có thể kiểm soát được. Và họ quay qua cái xu hướng là họ tự chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho mình. Và thứ ba đó là xu hướng hiện tại bây giờ về kinh doanh và về công việc đó, người ta bắt đầu có cái xu hướng là muốn tìm những cái công việc hoặc là kinh doanh nào mà linh động, tức là họ có thể làm ở bất cứ nơi nào họ muốn. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều người chạy xe Uber chẳng hạn, đúng không? Thì tại vì công việc đó linh động, tức là xu hướng bây giờ con người ta muốn tìm những cái công việc linh động để mình có thể làm chủ cái thời gian của mình. Và thứ tư là điều rất là quan trọng, và rất là quan trọng cho người Việt của mình, đó là mình muốn có chất lượng cuộc sống. Không cần biết người Việt của chúng ta hiện tại bây giờ đang ở đâu, không cần biết các anh chị đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tại vì anh biết này, anh chị mà đang nghe ở đâu, các anh chị có thể nhắn tin là tôi đang ở đâu nhé, ở nước nào hay thành phố nào chẳng hạn. Mà anh biết rằng các anh chị đang nghe từ khắp nơi trên thế giới. Và dù các anh chị ở nơi nào trên thế giới đó, thì các anh chị cũng muốn một điều cho mình và cho gia đình, đó là chất lượng cuộc sống. Tức là mình có thể đi cày, cày ngày, cày đêm, nhưng mà cuối cùng mình làm những cái điều đó là để làm gì? Để cho gia đình mình có cuộc sống tốt hơn. Vậy thì tất cả những cái chung quy đó, mình cần có sức khỏe, có sắc đẹp, có sự linh động trong công việc và có chất lượng cuộc sống.
Nếu có cơ hội để chúng ta có thể có sức khỏe, có sắc đẹp, có công việc linh động và có thể có chất lượng trong cuộc sống của mình, vậy thì các anh chị sẽ làm gì với cơ hội đó? Mình không biết các anh chị sẽ làm gì, nhưng mà đây là cái cơ hội để các anh chị có thể làm chuyện đó. Thì đi ra hơn đó, nói về xu hướng thì các anh chị biết, nhưng mà nói về công nghệ, anh chỉ nói sơ sơ về cái này một chút thôi. Hiện tại bây giờ công công ta, xu hướng của mình nó hồi xưa đó, mà da nhanh thì người ta test lên những cái phấn son chẳng hạn. Bây giờ cái thời điểm nó qua rồi, bây giờ người ta dùng những cái công nghệ về gen để không những là mình có thể che đậy được những cái sự lão hóa của mình về sức khỏe, về sắc đẹp, mà mình có thể cải thiện nó để mình có thể phục hồi cái tuổi thanh xuân qua cái sức khỏe dẻo dai của mình, hoặc là phục hồi cái sắc đẹp của mình. Và công ty này có một cái công nghệ có thể làm được chuyện đó, tức là dùng những cái sản phẩm mà trong uống ngoài thoa để tác động vào cái gen của mình, để giúp cho mình có cái năng lượng và sắc đẹp giống như thời còn trẻ. Ok, và kết quả được chứng minh, tức là anh không có nói về công nghệ ageLOC này. Công nghệ ageLOC này đã từng được đài Discovery Channel ở châu Á đăng để mà giải thích về cái công nghệ, và đặc biệt là con chip sinh học này nó có thể làm gì và nó có thể tác động như thế nào. Cái mà anh có thể nói sơ sơ cho các anh chị đó là có rất là nhiều sản phẩm ở ngoài kia, công ty ở ngoài kia họ làm cái gì, họ nói là tôi có cái sản phẩm này có thể làm cho bạn trẻ, nhưng mà thực sự cái đó chỉ là bên ngoài thôi. Ví dụ như bức tường này, bức tường anh đang dùng ở đây, nếu mà anh thấy ướt á, thì anh không có thể nào mà lấy giấy lấy sau lau hoặc là sơn được, mà mình cần phải tìm hiểu thì coi là tại sao bức tường của mình bị ướt. Có thể là ống nước nó bị bể thì mình phải sửa bên trong. Thì công nghệ về lão hóa cũng vậy, mình không có thể nào thấy mình yếu rồi mình đi uống Red Bull hay là bò húc, không phải là thấy mình nhanh rồi mình đi mua một vài cái phấn son rồi mình test lên mà xong được. Nhưng mà mình phải đi sâu vào ở trong để mình có những cái công nghệ và sản phẩm tác động vào sâu bên trong của mình, để mình có thể sức khỏe, có sức khỏe và sắc đẹp. Và công nghệ này được nghiên cứu và chế biến bởi 75 khoa học gia hàng đầu của thế giới, và những cái điều này các chị có thể học thêm. Và vì vậy công ty này có hai có một cái dòng sản phẩm từ công nghệ ageLOC của một cái bộ phận bên công ty gọi là Pharmanex, tức là những cái loại dược thảo. Dược thảo các chị nghe khá nhiều đúng không, đặc biệt là người Việt của chúng ta, thì có những cái sản phẩm có thể tác động vào gen của mình để làm cho mình trẻ. Và đây là những cái kết quả đã được chứng minh. Về chứng minh thường thường là bên ngoài chúng ta dễ thấy hơn đúng không, tức là đây là những cái hình ảnh rất là rõ ràng, các chị có thể quan sát để thấy được có những cái sự khác biệt và những cái sự chuyển đổi từ công nghệ và sản phẩm của công ty. Ok, các chị nào mà hình đi nhanh quá các chị có thể dừng video, mai mốt các chị có thể dừng video để xem xét lại. Ok, và công ty hiện tại bây giờ có khoảng 600 sản phẩm được phân phối trên 55 quốc gia, và đây là một số sản phẩm tiêu biểu, những cái sản phẩm về công nghệ rửa mặt, những cái sản phẩm thông dụng trong gia đình, hoặc là những cái dược thảo mình sử dụng để cho mình có cái năng lượng và sức khỏe. Các anh chị sẽ có thời gian, và đặc biệt là các anh chị sẽ liên lạc với người giới thiệu, họ sẽ nói thêm cho các anh chị về những cái bộ sản phẩm này để các anh chị có thể tìm hiểu và trải nghiệm, ok, và học cách kinh doanh cùng với những cái sản phẩm này. Và bây giờ anh muốn chia sẻ với các anh chị một đôi nét về công ty mà các anh chị sắp được hợp tác, đó là công ty có cái tên gọi là New Skin. Nhiều anh chị em có thể đã nghe qua, nhưng mà các anh chị không có biết rằng là công ty nó lớn cỡ nào. Thì qua cái video này các anh chị có thể thấy này, đây là một công ty rất là tầm cỡ, và hiện tại bây giờ phân phối trên 55 quốc gia và có doanh thu năm 2018 là 2,7 tỷ Mỹ Kim. Và đặc biệt điều mà anh yêu thích nhất từ mà một vị trí một người doanh nhân đó là công ty có chứng khoán, tức là thị trường Mỹ, nếu một công ty có chứng khoán đó, tức là một công ty làm việc rất là minh bạch rõ ràng, và họ đã chứng minh cái sự thành công của họ trên 34 năm, tức là thành công rực rỡ trên cái thương trường, và họ đã trải qua rất là nhiều giai đoạn để có những cái trải nghiệm trong quản lý, phát triển và sản phẩm. Và điều này làm cho chúng ta có những cái sự tự tin để chúng ta có thể hợp tác với một đối tác này. Và hình các chị thấy trước mặt đó là một cái trụ sở lớn nằm ở Provo, Utah, do chính công ty New Skin làm chủ. Cái tòa nhà màu xanh bên trái đó, nó là tòa nhà 10 tầng do New Skin, và bên phải đó là cái trung tâm nghiên cứu và dữ liệu vân vân nằm ở trong đó, và đặc biệt là trung tâm hội họp mà tòa án thường sử dụng. Hình như là công ty rất là minh bạch về tài chính, làm việc hợp pháp đúng không, và rất là có đẳng cấp. Rồi kế tiếp này, có một cái chương trình mà anh biết là rất là nhiều người Việt chúng ta làm việc và rất là gọi là mình có cái động lực và cái niềm tin, cũng giống như là cái cảm hứng để chúng ta làm việc, đó là công ty có một cái chương trình về nuôi dưỡng trẻ thơ và những cái chương trình từ thiện. Và qua những cái chương trình này đó, thì công ty New Skin và những nhà phân phối hợp tác với New Skin đang nuôi sống những đứa trẻ ở khắp nơi trên thế giới,
Và hiện tại bây giờ đó họ đang chu cấp, họ đã chu cấp trên 600 triệu bữa ăn cho những đứa trẻ em suy dinh dưỡng này. Và anh nghĩ rằng trong kinh doanh nào cũng vậy, trong môi trường nào cũng vậy, nếu chúng ta có thể kinh doanh, chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm tốt cho mình, đồng thời mình có thể hợp tác để mình có thể thay đổi thế giới qua cái chương trình từ thiện gọi là Vitamil Nourish the Children, là nuôi dưỡng trẻ thơ của công ty New Skin đó. Thì đây cũng là một cái việc rất là tốt mà mọi người chúng ta đều có cái cơ hội để hợp tác. Anh chị em nào đã hợp tác trong cái chương trình Nourish the Children hoặc là Force for Good, các anh chị có thể bấm bấm số 5 được không, để chúng ta có thể biết được anh chị là những người nào ha. Và chúng ta có rất là nhiều người đã làm được chuyện đó, và 600 triệu bữa ăn các chị nha, 600 triệu bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho những trẻ em này khắp nơi trên thế giới. Và nhóm người Việt của chúng ta là nhóm rất là tích cực tham gia trong cái chương trình này. Cho tới bây giờ, nhóm người Việt của chúng ta đã cống hiến hơn mấy trăm ngàn đô la rồi trong cái chương trình Force for Good và Nourish the Children. Và đây là những cái thành quả mà chúng ta cần phải tự hào. Gieo ơn thì gặt ơn, đúng không ạ? Và anh mong rằng là dù ở bất cứ nơi nào các anh chị có làm gì đi nữa, thì anh mong các anh chị cũng là một bộ phận kết nối để làm việc trong những cái việc này. Và ở Việt Nam thì công ty New Skin có quỹ phẫu thuật, quỹ mổ tim của Đông Nam Á. Thì những nhà phân phối, bạn bè và các anh chị ở Việt Nam, họ sẽ biết rõ về cái chương trình này để cho các anh chị biết là mình có thể làm gì để một tay đóng góp cho cái sự thay đổi mạng sống của rất là nhiều anh chị em. Bước kế tiếp, anh cũng muốn nói sơ về cái chế độ huê hồng của công ty. Anh không có đi chi tiết được, với cái thời gian ngày hôm nay thì mình không có thể nào đi chi tiết về cái cách công ty trả thưởng, nhưng mà anh, hoặc chi tiết công ty trả thưởng, nhưng mà anh có thể giải thích cho các anh chị cái cách mà các anh chị có thể được nhận tiền huê hồng, để các anh chị có thể hiểu được, và đồng thời các anh chị có thể thấy được cái thu nhập tiềm năng của công ty. Thứ nhất, đây là thu nhập trung bình. Chúng ta làm việc thì có rất là nhiều người, có nhiều người tham gia với hoài bão mục tiêu rất lớn, và có những người thì làm việc chỉ có kiếm thêm thu nhập. Thành ra là có những người khi họ đạt được cái vị trí gọi là brand executive hay là brand representative, tức là gọi là quản trị viên đó, thì có thể họ có thu nhập khoảng 481 đô một tháng. Và khi mà chúng ta đạt được những cái danh hiệu cao hơn đó, chúng ta có thể thấy này, là có những người đạt được doanh số trung bình khoảng 912 đồng một tháng, hoặc là 1.500 đô một tháng, hoặc là 2.700 đô một tháng, 5.300 một tháng, 9.000 đô một tháng và 43.000 đô một tháng, và có thể cao hơn tùy theo những cái vị trí này. Vị trí thì các anh chị sẽ tìm hiểu thêm sau về về những cái cách để chúng ta có thể đạt được cái điều kiện để đạt được những cái vị trí này là cái gì, và cái phần thưởng mình có thể có là cái gì. Tuy nhiên với cái slide này đó, với cái trang này, anh chỉ muốn nhấn mạnh một điều thế này. Khi mà anh đi học đào 4 năm, tức là ngồi mài đũng quần hơn 4 năm rưỡi, hôm nay nói nhỏ nhỏ các anh chị đừng có chê mình nhốt, 4 năm rưỡi thì mình mới ra trường đại học được, và mình ra trường với cái bằng kỹ sư về lập trình và tỷ lệ số. Thì sau khi mình ra trường đó, thì mình 4 năm đi học nha, 4 năm đi học thì rất là nhiều thời gian và rất là nhiều tiền bạc, đúng không ạ? Và rất là nhiều cố gắng trong đó. Thì khi em mà đi ăn đi làm đó, thì cái việc mà người ta mướn trong cái vai trò đó khoảng 3.500 đô một tháng. Và nếu mình siêng năng đó, thì năm sau họ tăng cho mình 3% chẳng hạn. Còn nếu mà lỡ mà kinh tế xuống thì họ có thể cho mình nghỉ việc. Và nếu mình làm ở đó 10 năm đó, có thể thu nhập của mình có thể tăng lên được 5.000 đô một tháng. Có thể thôi. Và nếu mình chuyển đổi với cái vai trò 4 năm đi học đó và cái kinh nghiệm 10 năm đó, có thể anh sẽ chuyển qua công ty khác, bạn có thể kiếm một công việc mà trả cho anh 6-7 ngàn đô một tháng. Nhưng mà cái chuyện một người kỹ sư nha, cái thời điểm đó mà đi làm trong cái vai trò đó mà nói là làm 20 ngàn đô một tháng thì không phải là, mình không có thể nói được là chuyện đó không có thể luôn. Tức là đó là cái chuyện zero, không có thể, không có thể nào một người nha làm được 20 ngàn đô làm công việc đó cả. Rồi kế tiếp, anh mở nhà hàng. Khi anh mở nhà hàng đó các anh chị, khi anh mở nhà hàng thì anh bỏ ra 300.000 đô trung bình mỗi một cái nhà hàng mình mở. Và khi mình bỏ ra 300.000 như vậy, mình mất 18 tháng để mà gọi là huề vốn thôi. Tức là không còn lỗ vốn nữa. Mất khoảng 3 năm mới lấy lại được vốn đầu tư. Rồi sau đó nếu mọi chuyện tốt đẹp thì mình mới bắt đầu có thu nhập tăng dần. Để cái chị có thể hiểu được. Và trong một cái nhà hàng đó, mình không có thể nói rằng là mình có thể làm được 43.000 đô một tháng đó chị. Đó là chuyện cũng hầu như không thể. Nếu mình muốn mở được, có được 43.000 đô, mình phải mở cái nhà hàng thứ hai với cái số vốn đầu tư là 300.000 đô nữa và mất 3 năm để gầy dựng nữa. Và để cho các anh chị có cái sự so sánh giữa tôi đi làm mất bao lâu thì tôi được cái lương này. Ít ra các anh chị có thể nhìn vào đây để thấy rằng là trong công việc này, trong cơ hội kinh doanh này thì cái tiềm năng thu nhập không có giới hạn. Còn có những cái công việc là kinh doanh của mình hiện tại bây giờ có những cái sự giới hạn, vì thời gian mình giới hạn, địa lý mình giới hạn, không gian mình giới hạn, và có rất là nhiều cái chúng ta giới hạn, đúng không? Còn đối với công ty New Sin, khi các anh chị hợp tác thì không có những cái sự giới hạn này. Và muốn giải thích thêm cho các anh chị một xíu nữa,
để các chị có thể hiểu rõ hơn về cái chính sách trả thưởng, để cái trong cái ngôn ngữ mà các chị có thể dễ hiểu nhất. Thứ nhất, khi các chị mới bắt đầu đó thì chúng ta là một nhà phân phối bình thường và chúng ta có 6 tháng, 6 tháng để hội đủ điều kiện để trở thành một người gọi là brand representative, tức là một người quản trị viên. Để trở thành như vậy thì ngắn gọn thôi, chúng ta cần 6.000 điểm, tương đương với khoảng 6-7.000 đô tiền sản phẩm được tiêu thụ, không phải do mình mua cái gì nhé, sản phẩm do mình chia sẻ với người khác, mình tiêu thụ trong vòng 6 tháng đó, trung bình mỗi tháng, tối thiểu mỗi tháng 1.000 đó, thì mình có 6.000 điểm đó, được không? 6.000 điểm đó các anh chị, thì các anh chị sẽ trở thành gọi là brand representative. Và sau khi mình trở thành brand representative các anh chị, quyền lợi của mình rất là lớn, đó là các anh chị trở thành một người giống như là một người gọi là, mình có thể gọi là một người đại lý đi cho nó dễ, tổng đại lý đi cho nó dễ. Trong cái đại lý của mình, tức là mình cứ hình dung mình có một cái cửa hàng, ok, tức là hồi trước trước đây mình cũng có một cái cửa hàng, ok, nhưng mà người ta chưa cho mình một cái cửa hàng riêng. Còn bây giờ khi mình trở thành quản trị viên, mình có một cái cửa hàng riêng và mình sẽ được 5-40% tiền huê hồng từ cái cửa hàng đó, tức là cái cửa hàng đó bao gồm những cái sản phẩm mình tiêu thụ và bao gồm những cái sản phẩm mà đối tác của mình tiêu thụ, bao gồm sản phẩm của những người khách hàng của mình tiêu thụ. Thì tùy theo cái doanh số lớn hay nhỏ, chúng ta sẽ được từ 5-40% cái tiền huy hồng từ cái cửa hàng đó. Và chúng ta có thể kiếm được tiền ngàn ở cái giai đoạn thứ hai này. Còn nếu các anh chị qua cái giai đoạn thứ ba đó, cái giai đoạn mà gọi là leadership đó các anh chị, thì các anh chị chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi này, là sau khi tôi đã có một cái cửa hàng riêng, tôi có thể huấn luyện cho người khác mở cửa hàng riêng, và người đó, tôi có thể huấn luyện cho người hàng đó để mở một cái cửa hàng riêng, và cứ tiếp tục như vậy, thì cứ mỗi một cửa hàng như vậy tôi được 5%. Tức là mình hướng dẫn cho một người họ mở một cái cửa hàng, một cái đại lý riêng, họ có nhà phân phối, họ có khách hàng của họ, thì trong cái cửa hàng đó mình được 5%. Nếu người đó họ giới thiệu cho một người khác và người khác có đủ điều kiện, phải không, để trở thành một người gọi là một người brand representative nữa đó, thì chúng ta được 5% của cái cửa hàng này mà chúng ta được như vậy 6 lần. Mà đây là cái cách mà chúng ta có thể kiếm được hàng chục ngàn đô một tháng. Những chi tiết các anh chị đừng có lo ngày hôm nay, chi tiết các anh chị sẽ được chia sẻ và hướng dẫn sau. Cái mà các anh chị cần phải hiểu ngày hôm nay đó, đó là trong công việc này cái tiềm năng ở đâu. Tức là chúng ta có cái tiềm năng, có những công việc không có tiềm năng mà chúng ta vẫn làm, đúng không? Có những công việc chúng ta làm 5 năm, 10 năm nay mà thu nhập nó vẫn vậy, nó không có dao động bao nhiêu ấy, chúng ta vẫn làm. Nhìn lại sức khỏe của mình thì mình thấy mình không có làm được bao lâu nữa mà mình vẫn làm. Còn trong công việc này thì có rất là nhiều điều chúng ta có thể tận dụng được, và đặc biệt là thời gian chúng ta có thể chủ động và thu nhập không giới hạn. Ok, thì các anh chị sẽ được hướng dẫn sau về chính xác bằng cách nào các chị có thể có được thu nhập 10.000 chẳng hạn. Ok, và hôm nay với thời gian chúng ta sẽ tiếp tục đi này. Điều mà giúp cho chúng ta có cái niềm tin đó là trong công ty này, dĩ nhiên là khi chúng ta nhìn vào cái gì cũng vậy, chúng ta đặt câu hỏi chứ có ai làm được chưa. Thì hiện tại bây giờ so sánh với những cái công ty mà doanh số của họ được công bố ra công cộng đó, tại vì công ty có cổ phần chứng khoán mà, tại nó là sổ sách công ty rất là rõ ràng, ai muốn coi cũng được về thu chi. Thì hiện tại bây giờ New Skin là công ty có cái chế độ huê hồng cao nhất so với tất cả những cái công ty trong cái sân chơi này. Ok, và hiện tại đã có trên 1.600 người đã làm trên 1 triệu đô la cùng với New Skin rồi các anh chị. Tức là chúng ta đang nhìn vào một cái tiềm năng của nó. Dĩ nhiên, muốn nhấn mạnh một cái điều này nè, chúng ta không cần phải làm 1 triệu đô mới thành công cùng với New Skin được. Tại vì có rất là nhiều người họ chỉ kiếm 200-400 đô một tháng thôi, như vậy đối với họ cũng đã là thành công rồi. Có những người kiếm 2-3 ngàn đô một tháng, đối với họ như vậy là đã thành công rồi các anh chị. Thành người ta muốn cài đặt các anh chị rằng ồ, kinh doanh cùng với New Skin là mình phải làm tiền triệu đô mình mới thành công được. Không có. Có rất là nhiều người nhiều kinh doanh ngày kia chả có ai kiếm được 1 triệu đô hết, họ vẫn làm, đúng không? Thành người ta là mỗi người chúng ta kinh doanh với cái lý do của mình và với cái mục tiêu của mình. Và các anh chị muốn kiếm tiền trăm, tiền ngàn hay tiền chục ngàn, đó là tùy các anh chị nhá. Rồi kế tiếp này, vai trò của mỗi người chúng ta là gì trong kinh doanh New Skin? Thực sự đó các anh chị, khi mà chúng ta thấy những cái sản phẩm thì một trong những cái điều mà chúng ta thường nghĩ tới đó là chúng ta mở một cái cửa hàng, chúng ta mướn nhân viên hoặc là chúng ta bán hàng như thế nào đó. Nhưng mà kinh doanh với New Skin tương đối đơn giản. Công ty New Skin có 75 khoa học gia, có 600 sản phẩm được phân phối trên 55 quốc gia, tức là về pháp lý họ đã làm tất cả những cái chuyện đó rồi, để mà khi mình phân phối sản phẩm trên những cái quốc gia này đó, mình không cần phải mở kho hàng ở đó, không cần phải gửi sản phẩm tới đó, không phải mướn nhân viên ở đó, mà chúng ta làm một việc như sau. New Skin có công ty và sản phẩm của khoa học, và ở ngoài kia có rất là nhiều người muốn có sức khỏe và sắc đẹp, thì cái vai trò của chúng ta là gì? Là chúng ta trở thành cái nhịp cầu nối, kết nối công ty tới người tiêu dùng và kết nối người tiêu dùng tới công ty.
Tức là đó là cái việc của mình. Và cái anh làm ví dụ như vậy này, anh có một người, ví dụ anh có bạn đi liên lạc với anh, nói là hey, kỳ này sức khỏe của tôi yếu quá, công ty bạn có cái sản phẩm gì tốt không? Anh sẽ giới thiệu cho họ một cái sản phẩm có tên gọi là R2 hoặc là Vitality. Và họ nói bây giờ tôi muốn mua thì thế nào? Anh nói đơn giản, bạn muốn mua để mà xài hay là bạn muốn mua để là bạn kinh doanh? Và cả hai cái đó thì anh sẽ làm cho họ một điều, đó là anh sẽ mở cho họ một cái tài khoản cùng với Nu Skin, và một lát anh sẽ giải thích. Và người bạn của anh sẽ mua từ trang web của công ty Nu Skin, và công ty sẽ gửi về cho người bạn của mình. Và đây là một cái bí mật bằng cách là chúng ta có thời gian này, là tại vì chúng ta không phải là người nhận đơn hàng và chúng ta không phải là người gửi đơn hàng đó ra nhé. Ok, anh các anh chị nhớ nhé, giữa chúng ta thì chúng ta là cái nhịp cầu nối giữa sản giữa công ty và người tiêu dùng, chứ chúng ta không phải là đi mua sản phẩm từ công ty để đi bán lại cho người tiêu dùng. Có một số người có thể làm được chuyện đó, nhưng mà các anh chị nhớ cái vai trò chính của mình đó là kết nối giữa người có sản phẩm và người có nhu cầu. Ok, còn bây giờ này, cái hành trình của Nước Xin là cái gì? Nó cũng tương đối đơn giản, nó chỉ có 4 bước. Anh bỏ cái màn hình cho các anh chị có thể thấy này. Cái bước thứ nhất các anh chị nên nhớ, tôi muốn chia sẻ thành thật với các anh chị, đó là cái hành trình nào cũng vậy các anh chị, hành trình Nước Xin, cái bước đầu tiên của nó đó là cái trải nghiệm sản phẩm. Chúng ta sẽ không kinh doanh được, không có làm kinh doanh được, không có giới thiệu cho người khác được khi mà chính bản thân mình chưa tin vào sản phẩm. Và cái cách để chúng ta có thể tin vào sản phẩm đó là trải nghiệm sản phẩm. Vậy thì bây giờ chúng ta trải nghiệm sản phẩm nào thì tùy. Nếu chúng ta có nhu cầu về sức khỏe hay là sắc đẹp hay là vân vân, về trọng lượng hay là vóc dáng, các chị nói chuyện với người đã giới thiệu đó, họ sẽ giới thiệu cho các chị cái sản phẩm nào mà và hợp hợp nhất với các chị và theo cái nhu cầu và điều kiện của các chị. Ok, và sau khi mình làm chuyện đó, bước thứ hai là gì? Là chúng ta chia sẻ cái kết quả sản phẩm với người khác. Tức là sau khi chúng ta trải nghiệm sản phẩm, trải nghiệm của mình hay là trải nghiệm của những người mình biết, thì mình chia sẻ cái kết quả đó cho những người mà có nhu cầu. Rồi kế tiếp chúng ta học cái cách để chúng ta xây dựng đội nhóm, tức là chúng ta có những người trong hệ thống của mình, những người khách hàng nằm khắp nơi và những người đối tác cùng làm việc với mình. Rồi sau đó chúng ta hướng dẫn cho đội nhóm của mình để họ có thể cùng làm như mình như vậy. Tức là 4 bước nhé: sử dụng, chia sẻ, xây dựng và hướng dẫn. Vậy thì bây giờ này, sau khi đã nghe như vậy, các anh chị đã biết về giấc mơ của mình, các anh chị đã biết về cái kim tứ đồ, các anh chị hiểu về kim tứ đồ để nhận định được là mình đang nằm ở đâu và mình muốn đi về đâu, thì bây giờ các anh chị muốn bắt đầu cùng với kinh doanh, các anh chị phải làm như thế nào? Thứ nhất, điều quan trọng các anh chị nhớ này, điều quan trọng nhất bây giờ đó là các anh chị cần phải liên lạc với người đã kết nối hoặc là giới thiệu mình. Cái gì nhớ? Là tại vì khi mà các anh chị nghe cái này là các anh chị có thể nghe từ nhiều nguồn gốc khác nhau, nhiều trang Facebook khác nhau, vân vân. Nhưng các anh chị cần phải liên lạc với người đã giới thiệu hoặc là kết nối mình để người đó hướng dẫn những cái gì bắt đăng ký. Còn các anh chị đi lung tung đó thì xác suất là mai mốt các anh chị giới thiệu cho người khác đó, họ cũng sẽ đi lung tung, đúng không? Thành ra là cái chữ tâm trong kinh doanh rất là quan trọng. Các anh chị hãy liên lạc với người đã giới thiệu hoặc là kết nối mình mà thôi để được hướng dẫn cách bắt đầu. Và bắt đầu như thế nào? Việc đầu tiên chúng ta bắt đầu đó là chúng ta đăng ký để mở mã số. Việc này hoàn toàn miễn phí. Và khi các anh chị liên lạc với người giới thiệu hoặc là người kết nối đó, thì họ sẽ hướng dẫn và họ sẽ chỉ cách cho các anh chị mở mã số này. Sau khi các anh chị mở mã số, các anh chị sẽ trải nghiệm sản phẩm để có kết quả rồi chia sẻ. Người hướng dẫn đó cũng sẽ dẫn chỉ cho các anh chị cần mua những cái sản, có thể nên mua những cái sản phẩm nào. Và kế tiếp là khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh, chúng ta đưa mục tiêu, và cái việc này các chị khoan đã lo bây giờ, tức là chúng ta tìm 4 đối tác để cùng kinh doanh với mình. Ok, và cái điều chúng ta cần chú ý này, thứ nhất là chúng ta đăng ký miễn phí, thứ hai là chúng ta có thể có cái thu nhập từ bán lẻ, rồi chúng ta có thể có thu huê hồng từ giới thiệu, rồi chúng ta có thể nhận được huê hồng từ doanh số nhóm, chúng ta có cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ok không ạ? Ngồi một nơi mà kinh doanh khắp mọi nơi, và chúng ta có thể tìm có cái cách để chúng ta có cái thu nhập thụ động mỗi tháng, tức là thu nhập mà chúng ta không cần phải dùng quá nhiều sức, và đồng thời các anh chị có cơ hội để đi du lịch miễn phí. Buổi chiều ngày hôm nay nói chuyện với các anh chị xong rồi, mình sẽ lên nhà mình xếp đồ để chiều hôm nay đó mình sẽ bay qua Ireland. Đây là một chuyến đi tưởng thưởng của công ty New Skin dành cho những người đạt tiêu chuẩn, và hy vọng rằng các anh chị cũng sẽ nhìn vào những cái chuyến đi đó để mà đưa ra cái mục tiêu cho mình, để mình đạt được những được tiêu chuẩn đi những cái chuyến đi miễn phí này nhé. Rồi, khi mà các anh chị làm công việc này, các anh chị không cần làm một mình các anh chị. Bây giờ đội nhóm GIF, đội nhóm của chúng ta có cái tên gọi là đội nhóm GIF, tức là viết tắt của chữ Global Influential Visionary Entrepreneur, tức là những doanh nhân của thế giới có ảnh hưởng và tầm nhìn. Và chữ GIF tiếng Anh viết tắt tức là cho đi, tức là cống hiến và cho đi. Và hiện tại bây giờ đội nhóm đang hoạt động qua những cái chương trình huấn luyện và đào tạo online và offline ở châu Âu, ở Úc, ở châu Mỹ, ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Việt Nam, rất là nhiều nơi chúng ta có những cái chương trình đào tạo bằng tiếng Việt. Thành ra là cái gì nhớ, cái gì không cần phải làm việc một mình. Còn câu hỏi lớn
cho các anh chị em ngày hôm nay đó là sau khi các anh chị nghe, các anh chị tìm hiểu về cái mục tiêu của mình, cái giấc mơ của mình trong cuộc sống, mình muốn cái gì trong cuộc sống của mình, và hiện tại bây giờ mình đã đạt được bao nhiêu cái rồi, và xác suất mình sẽ đạt được những cái vấn đề, cái việc những cái giấc mơ còn lại là bao nhiêu nếu mình cứ tiếp tục đeo đuổi cái công việc hiện tại. Tại vì có một cái câu nói như vậy này: nếu bạn muốn những cái gì bạn chưa bao giờ có thì bạn cần phải làm những gì bạn chưa bao giờ làm. Và đây là một cái thử thách mới cho các anh chị, có thể các anh chị cho mình một cái cơ hội để làm một cái gì đó mới mình chưa bao giờ làm, cho mình một cái sự thử thách. Tại vì tương lai nó chỉ thay đổi khi mà mình có những quyết định trong hiện tại này. Tại vì quyết định trong hiện tại sẽ dẫn tới cái kết quả trong tương lai. Và ngày hôm nay các anh chị chưa cần phải làm một cái việc gì quá lớn lao các anh chị. Các anh chị chỉ việc liên lạc với người hướng dẫn cho mình, đó là tôi muốn bắt đầu. Và nếu các anh chị nào mà cảm thấy rằng đây là cái cơ hội tuyệt vời mà mình muốn đi nhanh đó, thì hãy nói với người đó là tôi muốn bắt đầu và tôi muốn đi nhanh. Còn nếu người nào vẫn còn do dự đó các anh chị, thì các anh chị có thể nói với người giới thiệu là hay, tôi muốn bắt đầu nhưng mà tôi muốn bắt đầu bằng việc trải nghiệm một số sản phẩm trước. Và các anh chị hãy cho người đó biết rằng mình có thể xài bao nhiêu tiền chẳng hạn cho những cái sản phẩm, thì họ có thể giới thiệu cho họ cho anh chị những cái sản phẩm phù hợp nhất, những cái gói sản phẩm phù hợp nhất để các anh chị có thể bắt đầu. Và câu hỏi các anh chị thấy trên màn hình rồi đúng không? Bây giờ hay là không bao giờ? Và có những người chúng ta sẽ chờ đợi, chần chừ cho khi mà mọi chuyện nó tốt đẹp, khi con cái nó trưởng thành, khi mặt trăng mặt trời nó thẳng hàng với nhau, khi thời gian có, khi công việc được sắp xếp. Chúng ta đừng làm vậy các chị. Khi mà chúng ta muốn bắt đầu, chúng ta hãy bắt đầu để chúng ta sắp xếp tất cả những việc còn lại để chúng ta có thể thực hiện cái giấc mơ của mình. Và đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể thực hiện giấc mơ đó. Mến chúc cho các anh chị thành công trong cơ hội này, và mến chúc cho các anh chị có cái sự can đảm để mà có cái quyết định, và hãy liên lạc với người giới thiệu cho mình để họ hướng dẫn các anh chị cách bắt đầu. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi, và các anh chị có thể chia sẻ video này với những người bạn của mình để họ có được tìm hiểu, được có cơ hội tìm hiểu về cơ hội có 102 này. Và hẹn gặp các anh chị ở trong những cái sự kiện huấn luyện đội nhóm online và offline của đội nhóm GIF. Thân chào các anh chị, hẹn gặp các anh chị lần sau nhé. Rồi, mình mong rằng là bài chia sẻ ngày hôm nay giúp ích các anh chị tìm hiểu rõ hơn về cơ hội của New Skin, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở một nơi nào đó. Xin cảm ơn các anh chị.